Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an thành phố Hà Nội cho biết, hiện trên địa bàn có rất nhiều xe vi phạm giao thông bị bỏ lại, theo thời gian đã xuống cấp và không còn có giá trị, nhưng vẫn phải tuân theo 9 bước xác minh chủ sở hữu, tốn rất nhiều công sức và tiền của, và cho đến khi thanh lý thì xe chỉ còn là đống sắt vụn. Cụ thể, chỉ tính riêng trong năm 2013, tổng số phương tiện mà đơn vị này đã tịch thu và thanh lý là hơn 2.000 xe, nhưng hiện vẫn còn tồn tại 2.238 xe đang chờ giải quyết. Đó là chưa kể đến lượng xe vi phạm bị tạm giữ nằm ở kho bãi của công an các quận, huyện. Đại diện Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Hà Nội cho biết, sau khi ra quyết định tịch thu thì lực lượng cảnh sát giao thông sẽ giao xe cho trung tâm bán. Tuy nhiên, từ lúc giữ phương tiện đến khi có quyết định tịch thu mất rất nhiều quy trình, đó là nguyên nhân dẫn đến vấn đề lưu kho lưu bãi nhiều. Dẫn tới tình trạng trên, nguyên nhân được đưa ra là chưa có cơ chế chính sách cho việc xác minh chủ sở hữu, dẫn đến việc những xe vi phạm đã hết thời hạn tạm giữ cả chục năm vẫn chưa thể xác minh được chủ sở hữu. Đây cũng là lý do mà khối tài sản lớn đang phải ngày ngày phơi mưa, phơi nắng và đang mất dần giá trị.